13 cây, chợ Chí Công 2 cây. Đi vô Phan Rí. Em thấy cái thằng quay chưa? Quay một kênh thôi là bà Diễm đã. Đây, cắm vô là Phan Rí. Bà Diễm tập vô ra dữ rồi. Dạ, nuôi tôm á, với lại làm muối, làm muối. Bảo đảm, tại vì biển mặn á, đâu có vi khuẩn nào cũng sống nổi. Nhà nghỉ Bích Chi kìa, bên phải kìa.